Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Diệu Vlog. Mấy nay anh em mình ăn thịt thà nhiều các kiểu rồi. Hôm nay anh em mình thử ăn cái món bim bim này các bạn ơi. Món này có nhiều bạn trẻ mà tầm dưới là ưng ăn cái món này lắm nè. Thời lúc trước anh đi học sinh có một có hai con phái bim bim lắm nè. Anh cứ mua cho phụ trẻ con in ra lúc anh quay ăn luôn á. Cho anh đó. Quay xét rồi quay về với tuổi thơ. Anh em mình đã set một mớ bim bim các loại nha, toàn bim bim ngon hết nha các bạn. Bim bim cay có, ngọt có rồi các kiểu luôn. Anh em đã chia ra rồi, hồi nãy chia một phần bao nhiêu toàn nha? 17 bịch với hũ luôn phải không? Mỗi anh em 17 cái phần bim bim đây. Anh em nào mà ăn hết trước cái phần mình trước thì người đó chiến thắng nha các bạn. Phần thưởng xin 500k dành cho người đầu tiên hết món này. Anh Hải là anh ăn gớm lắm, cho nên phải có cái gì mới nghiên cứu lại chứ mấy anh em bên đây cho tay ngang anh Hải chịu não hả đâu. Mình có cái chương trình này. Anh Hải tuổi già mắt kém đó, mình phải chơi những cái trò như thế này nè bạn ơi. Khi anh em mà phóng vô ghim luôn nha. Trong đây mình có 3 mức đây. 4 mức. Đây là số 1 nè. Bộ hoạch đây là số 1. Số 2 nè. Số 3 nè. 4. Số 4 này. Bây giờ thí dụ như em muốn em đứng ngay vị trí số 4 em phóng, nếu em phóng ghim vô đây vừa thì em sẽ ăn được 4 bịch. Có nghĩa là anh em là sẽ cố tình ăn phóng cho trúng số lớn nhất để anh em ăn nhanh hết. Rồi, hiểu. Nhưng mà khi anh đứng xa nhiều khi anh phóng đập là cũng nguy hiểm. Hiểu. Đứng hiểu. Gần thì đấy, cho nên nó có sự may rủi trong này nữa. Ui, trời ơi, trúng rồi sao nó ghim? Trúng mà không ghim. Ừ. Dạ số 2 luôn rồi. Toàn số 2. Chết cô ơi. Toàn được. Hay quá thôi. Hai bịch rồi. Lớn luôn rồi chứ. Liều bao nhiêu luôn? Số 3 luôn. Từ từ, trạm đang đứng số mấy? Số 3, số 3. Bịch số 3. Số 3 đây. Quá. Wow. Vậy? Có thay. Thôi mình đi số 2 vô toàn đi. Để do mình chưa khởi động rồi. Anh Hải số 2. Thôi phép khó rồi. Còn đây này. Hay quá đây. Oh. Đây. Trong thời gian một đồng hồ cát, anh Hải và Toàn có thể lựa bất kỳ cái món ăn nào trong cái đống của mình nha. Rồi ok. Anh Hải có bị 20 nào chưa? Rồi, Toàn 2 bịch. Chú ơi. 1 2 Action. Anh em ha. Hai bịch thì không thể nào mà bị loại đâu. Sao loại được ha. Ở xe em mua lựa mấy loại ngon á. Không, ăn giòn giảo ha, từ từ ăn. Mỏi miệng lắm. Mỏi không? Trời không uống nước nha. Bị nó bị ngọt hả? Chọt đây tôi đứng số 4 tôi chọt cái là tôi què. Bốn thời ăn hết trong vòng 5 phút thôi chứ. Đó mà bốn cái đúng không? Chiến thật chứ. Mình lựa những bịch nhỏ mình ăn chứ. Bữa nay anh em ăn một bữa thoải mái bim bim luôn rồi. Ngon lắm. Kính thưa các loại bim bim luôn. Bà dưới qua phần thi bà rất trong rừng rừng ông làm bia hả? Ngọt và mạnh. Anh làm mấy bim 12, 13 tuổi gì nữa nè. Sao cái này số tuổi rồi chú? Bim bim khoai tay hay gì đây? Khoai lang khoai tay. Ngon, bóng được ăn không hết á. Cái này ngon. Ngon không? Thôi vậy là bây giờ anh em rút kinh nghiệm để anh hai với Toàn chơi thử vậy thì vậy biết đường chơi chứ. À, để thử anh hai với Toàn có ăn thế nào biết đường vô chơi đó. Không có đâu. Chạp nước cái này là hơi căng nhất nè anh em. Ừ. Có cái một đó. Đấy phải chọi một mới được. Vụ này chiến lược chọi một cái là mở đã được rồi. À, không phải coi chuẩn bị hai anh thua hết đồng hồ cát loại tự loại luôn. Những bim không phải dễ ăn nhanh đâu, không uống nước khó lắm. Loại rồi, hai anh loại rồi, loại là hết rồi, còn có phút nữa rồi. Ừ, rồi còn nem 10 giây nữa. Nem 4 3 2 1 đừng có ngón nhiều, ngón nhiều là nó dính miệng là ăn nuốt không được á. Bắn bẻ không được hết. Ba bẻ cũng hết luôn. Rồi, anh hai không hết rồi. Bịnh bim sao bán nhiều vậy? Ừ, quá lộn không? Nè em ngàn bị mà. 6 ngàn á. 6 ngàn. Ừ. Vô sức mình hai. Chết rồi, anh hai nghỉ rồi. Lôi chưa này? Đến 2 bố cuộc quá. Rồi chưa được. 2 bố cuộc rồi. Rồi, còn 2 phút nữa. Còn dư thời gian rồi. Đứng bạch số 3 được. 3 bạch vô tư. 3 được. Số 3 không, được. Không, 3 bạch cũng chắc không? Bạch sao không kịp á? Liều quá không dám.
Liều ăn nhiều cho anh hai. Không sợ thời gian quá. Như anh nghĩ còn mấy phút? Còn có phút nữa. Có hơn phút. Hơn phút là một phút nữa chuẩn bị. Tao vô rồi đó. Có thể được. Thôi bây giờ chắc em bị bếp trước đi. Chắc như bếp mà. Ê, không một. Còn trật nữa, nữa sao luôn. Sao giờ chắc mà tôi nhìn cái ta là tôi biết trật rồi. Thấy không? Trật. Đó, ê đi đi. Chạm. Chạm số 1 ơi. Em bị bếp trước hả? Anh hai số mấy? Thì nếu bây giờ anh trai số 2 mà nó lọt vô được thì mình làm bị ái viên hủ bếp có thể chịu thời gian không biết. Biết, đâu thì chơi đi. Chơi số 2 đi. Có lẽ này. Trật quá rồi. Trật quá. À, ừ. Đâu hay quá. Dưới mà toàn chạy xe phải không? Còn hai luôn. Toàn mà vô cái nữa thì theo ông đuối đường á. Wow, hay số 2 chặt hay được Vũ ơi. Vô trận đi mình đó. Sao trận đó? Hành thêm chặt. Xui dữ ta. Số 1. Tôi phải hơn ông chứ. Ui. Nghĩ sao. Vô trận cái này. Tôi phải hơn ông. Trúng rồi vậy mà đó. Trúng mà sao trận ta vô ngay tâm luôn à. Vô ngay tâm luôn. Ủa. Không, mèo là mèo, mấy là mèo là dở. Tôi lét, lét. Xuống chú mấy. Số 2. Dở rồi. Nói mày làm mèo chứ. Chọn bếp trước nha anh em. Tại vì cái đầu tiên cái chú ơi, bắt đầu. Mời em nha. Dễ hơn gió. Dễ hơn mà. Ừ, cũng được. Mở đầu dễ. Khó lên mà. Để chẹp cái sao em chọn cái một để em ăn hủ bếp nữa coi. Rút ra tàn một đống ăn luôn là. Tranh thủ chẹp ngoài chứ đi nó lâu lắm á chứ không phải. Ừ, ăn đâu xui xui bị bếp loại luôn. Không khó ăn á. Chẹp nó em chờ vòng một đi. Một bị em ăn hủ bếp cái khó trước với hủ bếp vô bịch oxy là xem quá nhiều quá mình chiến thật mình nha. Bếp khó ăn à. Thơm quá nó bị chai chai á mấy em dở mấy em chọn hủ bếp được rồi ham phéo vô trợt mua tiền cứng không anh giống bị chai đầu tiên nó phải cứng sờ ở gió nó bị chai. Cố lên gió. Một năm phút một cái cuộc chai này dành cho gió. Gió cố gắng lên gió. Vũ cũng chưa có bịch nào luôn à? Thôi được. Cô Tư. Má có gần 2 phút rồi. Ừ. Năm phút bị ra vô Tư mà. Đây là mình đang đây là Vũ nãy giờ Vũ ấy là Vũ đang dò đường. Nổ đường quá dò đường. Nổ. Vũ đang dò đường đấy. Nãy tôi cũng nổ rồi nó. Vũ đi cho về nổ vô bên hà. Đang dò đường thử kinh nghiệm anh đi trước là đâu, sao? Ở phút vô tư. Sao? Ổn ấm không? Ổn. Chú nói ra thử coi, lấy số 1 không? Lấy bị bếp anh hai. Kỹ vô đầu ơi. Rồi, bịt bắp là khó. Vũ em định cái nào đây? Số 2 luôn. 2 luôn, Vũ đang thua nhiều lắm nha. Đổ hàng xong. Dạ bà la, cái này gái sống đẹp gái. Bây giờ chơi thế khác em. Em cũng chơi cái thế ở dưới, phim dưới cũng là như thế này. Này đi. Trời thế đồ. Lấy đà. Có thế đồ. Lấy đà ghê gớm rồi không? Vô à. Hai tiếng lần cho nè. Cho luôn, nó sẽ bắt được. Được mà dữ rồi. Wow. À. Trận này chúng mình toàn được ăn thôi bạn ơi. Mình sẽ xét một đồng hồ cát nha. Bắt đầu toàn. Cứng à? Đầu quá, đầu quá cứng. Đầu mà anh giải quyết được cái hũ đây là phí. Ai đang nhấn đầu ta? Toàn đang nhấn đầu. Toàn đang nhấn đầu. Toàn hơn một hộp. Anh hai đang nhì. Toàn quân. Toàn một hộp hủ bếp hai bị. Sao Vũ hoài phép như thiệt mà vô ra phép không được đó. Ba bịch là nhân mấy ta? Ba bịch nhân cho 5 lần phóng. Ba bịch nhân 5 lần phép ấy. Rồi, thằng đang dư sức qua cầu. Rồi, còn thành công. Vũ chọn số mấy? Từ nãy giờ cũng thèm oxy rồi, giờ phép trúng rồi chứ. Cố lên. Tao xem mớm.
Không ngủ ngoài Dương. Thôi mình cũng số 2 đi. Sao sát bên dài bọn Lý bỏ không nữa trời. Nhất Dương Vĩ. Hay quá. Mềm. Ê, ê. Rung như vậy. Wow, gì nhị nhàng dữ trời. Chào số 3 không đi. Toàn chào số 3. Đâu mà vô số 3 nữa là đừng đua em. Wow. Có để lựa cái bị có ớt ha, thử ha. Từ từ ớt với lại cái nào ớt nữa không? Nó đang bếp đây này. Bếp bà 20 không dám đâu, để cho hai bị kia nhất đi. Bếp để riêng ra bên. Rồi, quay. À, bắt đầu. Nam có hồ cá. Trong ca nể trời. Cứng cứng. Bắp rồi. Ngon. Mấy nay em cha lớn luôn nha, em biết em giữ lại cứ tỷ số 2 đều em canh phát được là cứ giữ khách 2 một cái được rồi. Có ăn nhiều lắm, cứng. Ra tập đi Vũ. Bây giờ ra tập chết đó chị. Vũ ra tập đi phóng dữ quá, ra tập đi Vũ ơi. Này cứ ăn đi. Tiêu đầu. Lấy cổ hai ba biết tiêu đầu. Tiêu thiệt đâu. Ráng nuốt đi. Không có nước, nó khó nuốt, nó khô nó còn dính miệng á. Tiêu đầu. Nó quay thằng miệng đi đã, giọt là khó nuốt lắm á. Tiêu hai tiêu đầu. Chết rồi. Tiêu đầu. Tiêu thiệt. Anh Hà diễn góp nha. Không, thấy nó cào ai với ở trong nó ít lắm. Thua ha. Nghe, yêu nha. Sợ cái nút khó nút này, nó không kịp này. Nó khô quá. Tiêu rồi. Một phút nữa. Ha, bao phút. Bao phút hả? Tiêu rồi. Đừng chủ qua nha. Nút đi. Đừng chủ qua nha. Nút ra nha. Bum. Nút được rồi. Diễn. Ngạnh. Ôi mày quá. Chưa hết. Còn tôi còn á. Còn ở đâu? Còn. Có rớt đất không? Tôi biết. Còn thiếu nữa. Thiếu nữa luôn. Vẫn chứ lần nãy giờ em mới một cái mà giờ hai cái nó cũng chưa tới bè anh hai không? Hai cái đi. Vô em lên vô. Đơn giản. Bó tay rồi trời ơi. Toàn đứng miếp gạch. Chết rồi. Lỡ ta. Hey, Toàn ơi. Tục, hai cái. Toàn đang dẫn đầu lại. Vũ đang bị áp lực rất lớn nha các bạn. Em ngu quá, với ba bịch em ăn nó, mẹ em thấy đứng hai bịch cho đi. Nè. Ba bịch anh thấy khó. Vũ đang áp lực rất cao chưa ăn bị nào. Số mấy? 4 luôn. Maximum luôn. Ồ trời lớn luôn rồi, trời lớn luôn rồi. Thu đi cho ngàn xíu. Đâu? Tiêu Vũ. Tiêu Vũ rồi. Cứ từ từ đi rẫy mà đi đua. Cứ đi chọn số 2 thôi. Đúng rồi, chậm mà chắc anh Lan cái một bịch mà. Đó. 2 3 mở đây nè. Bóp miệng phải không? Phải là cái bóp miệng nó hay hơn. Vô, em ra ngoài em luyện tập thêm đi vô ơi. Thò phép vậy chứ tập rồi chúng tập phép đúng rồi chúng nó vô cuộc chơi cũng vậy. Năm được hết. Bao được hết. À bóp lên lại hay hơn hả? Không cũng gỡ luôn. Ồ, rất lạ luôn. Nó khô nó đường nào nó cũng dở mấy cái miếng giò ba bị hết giò miệng đây nè. Dở giò lợn rồi. Hay rồi. Bóp nhanh hơn chứ. Bóp nhanh mấy con phút mà. Ba bị hết hả? Chờ có bờ. Có khi nào Vũ chơi chiến thuật chờ mấy anh em ăn ớn nghỉ rồi Vũ từ từ Vũ xử lý không ta? Nãy giờ trồng phéo vô trống gì. Thấy không? Mấy anh em có thể ăn hết mười mấy bịch đây được không? No không? Không no đâu. Hay à. Ồ nhanh hơn thì còn luôn hả? Nhanh hơn. Wow. Mới 30 giây à? Ừ. Hơn lắm. 30 giây thực sự luôn. Ừ. Thấy một bịch. Được rồi, quá không? Còn nãy bịch gì đó? Được khó. Sô-cô-la. Sô-cô-la. Một bịch có 5-6 ngàn mà nó bán nhiều ghê ha, rẻ ha. Đó khó không? Khó không đồng. Sau ra Bim Bim RC bây giờ nó cũng mắc hơn cái thời bè hôm anh em mình là bao nhiêu. Giờ anh hai đang dẫn đầu nữa hả? Anh hai đang dẫn đầu à.
tốc độ bứt phá cao rồi. À, xe bị. Vũ Trận bây giờ đang bị áp lực quá. Áp lực tâm lý. Sao sao? Giờ không bao bốn, khỏi không hai không một nữa. Nhưng hoa bị ăn bự ra không? Ăn hai còn hổ bếp ở đâu? Bao cua chịu không? Mở miệng quá anh hai. Mở quá lạ lạ lạ. Chân chịu. Thế giờ này bây giờ giải nó. Có nước thì nước không kịp nó. Dâu dâu dâu. Giờ quen rồi anh hai. Bỏ. Giờ nó bắt nó chạy luôn hả? Anh chưa? Hết. Coi chừng rớt một hột sót cái hết giờ là thua đây nghe này. Không. Còn Vũ còn cục bị kìa. Còn Vũ nó kiểm tra còn một cục bị là hết giờ đó nghe. Còn cục trong bị. Ủa chung cho nó đổ. Tôi biết mấy anh em là giờ là quyết định luôn nè. Số 3. Đi đi. Chị. Con là chỗ anh. Trời ơi vòng ra. Trời vậy trời. Trời gì trời. Vũ chạy cái này không được rồi. Số 3 luôn. Cậu đi. Giờ này không được. Trời ơi. Ai báo này đó. Không được. Sao thấy đơn giản mà kỳ ha. À bây giờ mình số 2 tiếp tục ăn chết mệt nha, mệt bên đâu ha. Giờ mình đang dẫn đầu bảng không? Chứ mà còn có một cái hại nữa là cái hú hết kia chưa chơi. Hôm nay em quên. Hai chọn số 2. Cái kia được à? Chẳng mắt. Rồi. Cơ hội con toàn. Tụ cao quá. Rồi. Khoảng số 2. Tụ cao quá. Hồi nãy Vũ nó cũng hung vậy á. Vũ nó không có kinh nghiệm đâu. Rồi. Còn đen. Số 2. Qua giữa, chết rồi. Vũ không có kiếm đâu. Bây giờ em đang Toàn chuẩn bị, Toàn từ từ chuẩn bị. 1 2 3. Em đang dẫn anh ăn bảy bạch. Mời em nha. Toàn được 7 bạch rồi sao? Ờ đồng 7 anh. Ồ, Toàn phán huy tiêu gớm gì? Cứng rồi. Ta rung mà sao phán huy rồi hả? Cứng rồi hả? Rung đi lại. Ê, bây giờ vô lá chánh bên đe vô. Toàn ăn oxy ớt. Còn cứng quá. Ngon. Tại nhiên cái từng nãy giờ phép được con cái tại. Ờ mình là vào đi hết. Phép được cái nào thì sao bị chứ còn đã được bể bị và một hố bếp rồi. Nó xây nè loại gì đây nữa. Ngốc à. Cứng lắm mà. Cây em mà thấy nó có trái ớt. Luôn. Khó ăn. Cái này nó là cứng hơn. Nhưng mà sợ cái đây. Toàn ăn từng nãy giờ ta vẫn còn run. Giờ làm cái thép bò nữa cho cùng với anh em với ủa chỉ còn một đường này thôi. Hết rồi chưa? Đỉnh dữ ta. tới giờ là tới giờ Vũ lên đỡ không kịp đâu. Lên đỡ không kịp đâu. Tới giờ Vũ là Vũ có khi ngược kèo không ta? Giờ đi đường mòn thôi. Nãy đi đường mòn. Nãy đường mòn rồi. Chậm mà chắc. Giờ bà cậu em. Tốt. Đi ta. À lúc qua em cũng đi đường mòn thôi. Chậm mà chắc. Giữ lại cái vừa không bắn lấy số 2. Rồi chân miếm hồi nãy tôi đứng số 4 hay số 3 rồi. Số 3 rồi. Wow. Đồ con tay rồi. Đồng Trọng đi cơ thể tiết hay sao đứng số 3 vậy Trọng. Số 3 luôn. Thay đầu Vũ luôn chứ tranh với Vũ mà. Tranh gì được. Không được. 1 2 3 Action. Vô cùng. Nó giải vô nó ngạn á. Mà đi nha. Khô quá. Thử Vũ mà đen hết mình gần hết mà vô thời gian 1 phút mới dám phân bò nữa nha. Ủa ê à. Sao thôi. Biết không cái đen nó trọng không được đâu. Nhắc lại rồi. Nó khô quá. Ăn được mấy bạch đầu nó nhanh. Ngon. Mở nhanh vô. Dở với trời, hai cái mà không săn bằng tỷ số với anh hai, hai gắt lại trời. Giờ anh hai đang dẫn á. Lạ lạ gì không? Vô bạch thứ mấy em? Ngon. Chịu tâm ta. Cái này
Kịp. Anh thấy sao không? Chỗ ra dành cho Vũ. Vũ ăn vầm vầm dữ quá. Chưa được nữa, từ nước chèo mà. Nửa đường thôi các bạn ơi, quá nhanh. Cắt lại kìa. À, như điện ha, bắp bổ à. Đây như cái má bắp bổ không? Ủa, hết giờ Vũ. Hết giờ. Ôi, thời gian còn tầm 2 phút rưỡi. Tỉnh gớt. Anh hết chưa? Có 2 phút quá. Không, còn 2 phút máy nữa. Vũ kia bao em? Không. Bao nhiêu? Mấy miếng. À, 1, 4. Tốc độ vui quá nhanh. Bóp ra ăn nhanh hơn rất nhiều nha bạn. Ôi. Anh hết. Hay quá này. Dư dừa. 1 phút mấy luôn. Khả năng Vũ cá lên 4 mình cũng hết luôn rồi Vũ. Cho em vô cái đi. Vô đi chơi. Em đứng vị trí số 3. Trạng máy bị không? Không có bị rồi á, mới có bọc hủ á. Ê, có dừng lại không? Sao kệ đi mày luôn. Chờ khó luôn mày. Khó luôn. Wow. Nghe chưa? Quá đỉnh. Được. Vũ. Giết ở đây. Rút giùm cái đó nè. Anh Hai đừng số mấy? Ừ, số 3 luôn đi. Anh Hai chơi liền. Số 3 luôn anh Hai. Chơi lớn luôn. Anh Dương Tồn đang ngang nheo, sao chơi mạnh vậy? Anh hơi bột mà. Tao nhìn thì số 3 anh. Ừ, số 3 thôi. Đúng rồi. Số 3 cho chết chạy đâu. Cho khỏi. Chạy đâu cho khỏi. Chạy đâu cho khỏi. Một xíu thôi. Còn phép mà với mức dưới à. Toàn rung, toàn hơi hợp rồi. À, đường nào mình cũng dẫn. Còn số 2 luôn hả Đoàn? Ừ. Xem. Vũ, 3. Bốn, đèn xe, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mười bốn. Bây giờ ăn ba. Ăn ba nữa. Ăn ba nữa. Vậy là tôi còn có 1 này. Wow. Kém. Kém 3 hộp. 3 luôn. 17 trừ 3 trạm còn 14. Còn 13 rồi, nãy ăn hủ bếp rồi. Anh bây giờ nhẹ nhàng đi rồi nha. Bốn anh Hải còn nhiêu đây hả? Ừ, vậy anh Hải. 2, 4, 6, 8, 9. Anh Hải anh còn bể. Bữa nay có Toàn. Anh em chuẩn bị. Dạ. Anh em có tiền chưa bóp là nhanh lắm nha. 1, 2, 3. Vô, cái này chắc không bóp rồi. Cái này không bóp rồi này. Rồi, mở anh em nha. Mở em nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Chơi càng sao càng kịch tính nha các bạn. Đúng rồi, anh Hải chẳng nghiêng vậy đó. Quá dữ rồi. Cái này anh Hải cố lên, Hải cơ hội thắng anh Hải rất cao. Toàn dòng này quá đen. Đen quá. Wow, anh Hải hết rồi hả? Anh có 2 bị rồi, anh hết trước. Quá nhanh, quá hiểm. Sao rồi? Mới lần đầu em đã ngon, ăn nhanh. Vũ tới đâu rồi em? Cắt qua không hổng không? Ôi, giờ này anh em ăn khá nhanh nè, thời gian còn cỡ tầm 45 giây nè các bạn ơi, gần 1 phút nữa. Cầm hết chưa? Có gần hết rồi hả? Còn xíu thôi, về cuối nó chạy nhanh lắm nha. Về cuối chẳng nào chạy thà bà chẳng lấy hả? Ồ, còn một xíu rồi, tí nữa. Còn không? Vũ nuốt, chưa nuốt hết. Ha. Thôi. Trạm quyết định đi bán cho Trọng. Bo nè, bo giờ là chắc bo là số hộp của mình đó. Vô tiếp đi. Cố lên Trọng ơi. Chết. Ừ. Trời ơi. Càng đây, càng đây. Vũ máy. Sẽ thử thách bản thân mình luôn. Số 4 đi. 4 luôn hả? Liều với ta. Được đang mua mà. Được mua giờ hả? Giờ tay mình chứng rồi hả? Ừ. Xíu nữa. Tay mình là cứng rồi. Anh Hai toàn đang cạnh tranh. Anh Hai chắc số 2 hả? Anh cứ quyết định 2 mà đi hoài, mà đi đường mòn mà đi... Anh Hai chặt là em chỉ số 3 này. Không. Ngu quá. Không, nhưng mà anh phải cố trúng chứ làm sao cho chặt được. Sao quèo quèo vậy? Thôi đi đường mòn. Chợt luôn không? Chợt rồi. Lấy cái độ phá. Toàn chạy số 3 luôn. Không. Số 3 luôn. Chạy số 3 luôn. Liều luôn không? Liều ăn nhiều. Liều nhiều. Quá luôn. Liều số 3 mới ngang anh được. Ừ. Không dám. Toàn cũng còn tin, tỉnh táo quá. Đầu chế đầu trật rồi, ta rung rung trật rồi. Ơi, đồn đen. Mọi người nãy giờ đầu nhanh, bây giờ biết quá nhanh rồi nha. Buông cái này cho nhiều rồi, bóp luôn. Bóp cho nó nhẹ nha nè. Thôi, mấy em còn nhiều đây, chuẩn bị. Bấm về.
1 2 3. Rồi, mời anh em nha. Giờ nó ê miệng. Ê miệng nào mà dễ ăn đâu. Ê miệng khó nhai lên cái lại chạm vô va chạm vô đi không? Có khi nào ba bị đưa chạm về đang không? Trà quên Hải còn bao nhiêu đây thôi. Trời ơi, dở dở này. Nó sợ. Anh hai anh chặt rồi, em cơ hầu em sẽ ăn bàn gần tỷ số mà. Ờ, anh dẹp là đứa cho nó rút ngắn còn bố anh dạy nó phí nhanh nữa. Dở em phán dở một chút chút mà phán hoài. Bỏ lỡ cơ hầu chết. Wow, tốc độ chậm không phải đơn giản nha các bạn. Bị số 3 rồi. Ừ. À, nhỏ ăn hàng mổ mẻ quá. Ờ, đừng ăn hàng cho ta. Nhà quá cái. Ờ, nhỏ chỉ cho ăn hàng này. Chú vô em kiểm tra hai bị rồi con chậm ra nó có sao mà sao nhanh với ta. Giỏi với ta. Nữa má nữa vàng nhanh vô. Con ngay chậm chậm 4 bị luôn. 4 bị rồi đó. Chẳng má cái bịch gì anh em tìm hiểu ơi. Bịch đó trên bàn. Bịch đấy ngừ được bịch này. Bịch nào có bịch này. Bị này nè. À chú da chú gì đó. Chặt chặt bốn bị luôn chứ. Bốn bị luôn. Trạm bây giờ ngang toàn rồi đó. Không chút nữa chào bốn bị đây không lại không thấy đâu. Ba bảo được. Tại tôi ăn cái đây trong này tôi biết đâu. Wow, dư luôn nè các bạn. Dư luôn mà. Còn. Quá dư. Trạm tốc độ ăn nhanh đó chứ. Nó dậy nó càng về cuối nó nè miệng. Oh. Wow. Nice. Bữa nay tốc độ ăn nhanh của ông Trạm cũng phải. Trạm ăn món này nhanh á. Vượt bậc đó. Món này ăn nhanh. Tùy món. Ừ, mấy nay em dẫn đầu mà bây giờ sao dở đâu. Hai cơ hội Hải à, phải xử lý cái thằng đây trước đi anh Hải ơi. Anh bây giờ chúng anh cũng chơi liều luôn á. Đâu, rồi, tiếp không? Cố lên em, cố lên là anh Chắc Hải. Dạ, xa chắc là theo kịp anh. Em chờ chiến thuật nó chắc. Chắc mà chắc. Rồi ok, chậm mà chắc. Chậm mà chắc. Còn đang chậm mà chắc. Trạm số mấy? Số 3 luôn. Số 3. Ờ, trạm được mùa ấy. Tiếng hát về sầu. Phải, không lại. Tức. Gió chặt mà lâu đi. Không. Số 2. Sao được nữa mà chặt. Tê. Cần. Không dám không? Đâu, chữ gì không? Ok. Bí. Vũ số mấy em? Số 4. Biết em rậu. Số 3 mà số 4 chứ tự nhiên bây giờ đường mất này rồi mà còn ở mấy giờ kém 15 rồi hả? Kém 15. Trời ơi, sao còn xíu. Ờ, ở này còn đang bị đi. Anh Hải và Toàn đang tranh dữ à. Trời, chắc không không. Chúng ơi. 1 2 3. Ờ, bắt em nha. Trận chiến quá gay cắn vào phút cuối. Hai căng nữa. Ồ, hai anh đây đi về đích nè. Có lên này ơi. Có khi nào chút nữa mà anh mà e trúc rồi bóp rồi mỏi tè quá phép không trật cái tôi đi số 4 liền tiếp rồi. Vũ em cuối đâu? Số 4 em trúng là em thắng á, bây giờ nào. Sao? Uống quá. Còn uống rổ đây mà. Có bật quà uống không? Vậy ăn mười mấy bữa oxy nó no chứ không phải giỡn đâu. Đúng không? Nó cái vô nó gẹp chắc đây là chắc bột á. Vô nó gẹp khí CO2 trong bụng mình á. Cái bột của em biết ăn đâu. Nó nở ra là. Dạ không có rồi. Gì thành gì đó. Bột vô gẹp CO2 rồi nó nở ra thành là gì. Aric carbon. Mà nó no. Vũ đúng nhà khoa học hay. Khoa học. Sao quýu lại vậy này? Vũ phải phân tích khoa học cái anh quýu mất đi. Nhát cái hàm. Còn lâu anh ơi. Còn 3 phút rưỡi. Ôi, còn khá nhiều thời gian nha các bạn. Giờ nhanh hả? Hay hết chưa? Thấy hết đầu hả? Đâu không? No không anh hả? Còn tỏi nó làm chứ không? Nó còn nhiều. No dữ không anh hả? Có 4 ăn rồi mà. 4 ăn rồi. Ừ. Nở rồi chứ. Khi nào anh hả? Xí nào này uống nước á, nó mới nở. Ừ. Còn hết cho em. Hai giờ cái còn cái hà ta chi tháng gì nữa. Qua hà. Qua đang nhận đầu. Con không có cái ô nào mà phém vô 8 bị. 8 bị luôn chỗ đầu. 8 bị luôn á. Rồi, dư giờ. Dư mà. Dư sức mà. Không, ấy xây. Ừ. Rồi, cũng dịch mấy cổ à.
Hết. Xong, hết. Toàn. Hết, toàn hết luôn nào. Tôi giờ tôi chuẩn 4 là tôi liều luôn à. Liều ăn nhiều. 1 luôn à. 4 luôn à. Đừng nãy phép nó thấp bây giờ. Đang có vô á, đang có vô đấy. Cào xíu. Trời, bốn dữ dữ không mấy em? Bốn luôn chứ. Bốn luôn nha các bạn. Mới giờ kiếm 15 rồi mà còn có 1 với 2. Giết. Trời ơi, sao tôi rung quá trời ơi. Thằng thằng nước mẹ nó phép số 2 luôn rồi. Đâu á, đâu, sao anh rung. Sao anh rung dữ đâu. Đâu, phó bùa đâu, phó bùa cho hả đâu. Tao đi trước này là anh đi. Thôi, chọn nào. Phó bùa cho hả đâu mà. Sao gió giờ đang thấu hướng nào để hướng bắt cái đàn. Phó bùa, phó bùa. Mình chọn vị trí số 2 thôi anh em. Số 2. Ê, rung, rung, rung. Áp lực, áp lực cho con đàn. Toàn phải chạy số 3 đâu. Dung, dung đàn số 3 hả Toàn? Toàn số 3. Đúng, Toàn phải chạy số 3. Đúng nào. Thôi, em chặt nó làm tiêu luôn ha. Đã cố lên nè. Bình tĩnh. Hey, trời. Wow. Mà anh em anh lựa bị sẵn sàng chưa? Anh Hải 2, Toàn 3, chú bơi. 1, 2, 3. Mà anh em em. Toàn 3 bịch kịp không đây? Wow. Đau lại. Bim bim xanh xanh đỏ đỏ. Nội lực luôn ha. Ép thành nước luôn anh ơi. Ép chảy là nước không uống luôn. Trần này căng. Hai đèo cầu lò đang đấu với Toàn Đen. Còn đang hết là đây là còn 5 bịch. Còn hết đây còn 5 bịch à? Ừ. Nâng anh Hải còn 2 vàng. Hải còn 3, 2 bịch với 1 hũ. 5 bịch cũng 2 vàng mà anh Hải cũng 2 vàng. 4 4 cái mà cũng phải 2 vàng thôi. Ừ. Tại vì cái hũ đây là rất lâu. Chắc tôi về tôi đi xin vô câu lạc bộ thể thao của Bình Định, tôi xin vô phán phi tiêu chứ. Theo phán phi tiêu với ông sao rồi. Còn nhiêu nữa anh em ơi? Còn còn một bình nữa kịp không? Khả năng kịp bật gió mà kịp nữa. Còn 2 phút lần á. Không kịp sao. Ồ coi chứ nó bịch khó nuốt rồi Toàn ơi. Số bo đây này. Cho miệng không? Toàn còn 5 bịch nữa thôi. Chết rồi. Tiêu. Tiêu rồi. Tiêu rồi Toàn đang ơi. Chỉ có Toàn mới cạnh tranh được thôi với anh hai thôi chứ tôi với Vũ sao chậm á nha. Toàn vừa qua mới giỏi. Tôi giờ còn là tao Thôi bây giờ có ly nước là Toàn đang nó bỡ luôn rồi. Có ly nước là Toàn đang nó phỉ rồi. Dù nấu với anh hai. Có nước là nước ẹp ẹp luôn. Khô quá, khô quá. Toàn đang khó nước rồi. Khô quá. Ờ. Sao? Cố Toàn đang qua. Toàn đang đang rất bình tĩnh. Hay quá. Hai bịch mình hai xô đâu cái tàn tới hay chứ xíu nó Toàn kịp không đây, máy quay hết pin luôn. Kịp à. Toàn đang đang rất là bình tĩnh, kịp mới giỏi đấy. Anh Hải còn một kia, anh Hải còn một cục đâu rớt màn giấy. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh Toàn. Còn nước còn tát. Còn nước là còn tát. Ép chặt Toàn, hạn chế đổ. Nước kia nữa. Nước cái miệng nữa. Nước miệng mà trong ai nước được. Cô qua cô hết chắc rồi. Tàu qua nhanh. Để cho Hải thắng dễ dàng thì sao? Dưới này. Dưới em làm 2 cái 4 em bỡ anh Hải luôn. Sao nữa? Cứ vào cục trang đi rồi. Cao, còn Toàn, còn nước còn tát Toàn, còn 30 giây nữa. Từ, còn nước còn tát. Hết nước tắt bùng nha. Hết chưa? Không kịp. Toàn chậm đúng tầm cái 5 giây nha bạn. 5 giây.
quá cố gắng, quá tài, quá giỏi. Nên chép quá sao tao anh chọn 4 luôn rồi. 4 hả? Là 2 bịch với 1 hộp á. Bây giờ anh lấy một ô xe 1 lấy hộp bát đâu. À mà giờ 4 bịch cũng cũng đợi thiếu á. Thiếu. 4 rồi. Ba. Lấy hộp bát thôi. Ba. Cho cơ. Qua tặng cái này. Đúng rồi, Hà phải cho anh đi. Rung cho mà rung. Tính đặt luôn chứ đâu. Bây giờ bây có tôi bị cạnh anh được hai với ba thấy cậu không? Bốn. Thấy cậu không? Không được. Thấy cậu không? Thấy cậu không? Bốn luôn. Thấy cậu không? Hai. Ba. Có khi nào ông em hát cái ông loại cái trừ với trạng vô chung kết. Này, vậy có. Dũng, giám sát kỹ vô Dũng. Giám sát kỹ. Cái xe đưa ô xe một đít, cái xe đưa ô xe một đít. Không, không. Hồi nãy nói chuyện chơi nãy. Chứ bóng đây còn phải bao quận nó hết nữa. Tôi suy nghĩ là hai em hết đâu. Coi nè, anh em Phúc không kịp kìa. Không kịp, cái này nó cứng. Cứng lắm. Rồi, xem. Hồi nãy anh bị bếp xếm loại mà. Đâu có. Xem. Nguy hiểm quá. Coi có 30 giây này. Thế là tiêu tôi rồi. Coi trong cái răng bị sụp sạch. Coi nhà cái răng nó rớt, tưởng học bếp cái nhà luôn. Vô hồng sạn được lừ ra mà. Rồi, không coi nấu à, chết tiêu rồi các bạn ơi. Tiêu rồi. Bếp có nút. Em ủng hộ hai hết mình á. Tiêu rồi, có chưa được nửa hộp mà. Chưa được nửa hộp, mất 2 phần giờ bắt đầu. Tiêu nha tiêu rồi. Chưa được nửa hộp. Lấy chai tới đây, mình cà tới đây. Má có 1 phút qua này. Mình cà tới đây. Mình cà tới đây bị thua không? Cà tới đây để rụng, vũ chiếc chèo xài đây. Em tin tưởng hai anh này. Để bật bành rồi coi cái đồng hồ cá kia với mình vui. Cố lên này, em ủng hộ anh này. Ủng hộ gì nữa mà ủng hộ. Tiêu. Chân lý chết luôn chân trâu nè anh hai. Mắc quá chưa được 2 phút rồi gì anh hai. Anh hai phải chắc chắn nha. Anh xuống ngậu bình tĩnh đi. Chưa được 2 phút mà sợ vậy. Anh bị đòn tâm lý anh đang rung mà. Có em ngậu em ủng hộ anh mà. Xeo rồi. Tiêu anh hai tôi rồi. Nguy hiểm quá. Tạm tóc nhanh lên. Ừ, nhanh. 32 phút rồi. Còn nửa đường anh hai. Hết giờ. Ở ngoài cao mà treo trúng rồi nha. Hết rồi. Đang bị đòn tâm lý á, đừng có sợ. Má một đứa vàng này. Một đứa vàng mà còn một xíu nữa mới sợ gì. Nguy hiểm quá. Ủa, anh hai hình như anh thấy ô thứ hai không rồi là một bịch với một đấy. Một bịch với một hũ anh hai. Kịp vào anh hai. Dư sức mà. Nuốt hết cây củ anh hai, cổ đi. Từ từ. Anh chưa ó mà. Ó có quyền nhỏ anh, lỡ nó cắn gì có quyền nhỏ. Được không tan có quyền nhỏ. Không nói chuyện được. Không nói chuyện được. Không nói chuyện được. Hay quá. Tiêu tôi rồi. Rồi, nhỏ. Anh thấy còn dư giờ. Nhỏ. Anh thấy còn dư giờ anh diễn á. Chết đâu. Càng quá anh hai ơi, anh hai làm anh em hồi hộp hình, anh hai anh tạo gây cắn hay sao chứ. Anh hai cố tình tạo tình huống gây cắn cho khán giả xem hay sao á. Anh nhìn giờ thấy phỉ rồi. À, anh nhìn giờ anh thấy phỉ rồi, anh thoải mái rồi. Ôi, anh hai còn hộp nữa này. Tôi giấu cái hộp này. Để bỏ vô cuộc đi, cố tình đi. Anh để em biết tình cảm anh dưới đầu anh vậy. Anh hai vượt qua thử thách heo à. Anh hai tiếp tục hay bỏ cuộc? Chắc bỏ cuộc ở đây. Còn hai bịch. Thôi lát làm dần một đi. Vì sự tái còn mười mấy ngày nữa, cố lên đây. Em chọn đường cho chắc chứ giờ chung một nữa. Chắc em chạy lại chống. Còn hai bịch, anh hai còn hai bịch. Anh mời em thua, anh bo anh làm xị. Rồi thôi, cố lên đây. Chạy lên đây. Anh chơi số 2 mà lỡ anh ăn không kịp giờ là anh thua, do mình giờ mình mệt rồi á. Cố gắng đây. Okay. Còn nó thua nó kéo xuống bùn luôn đấy. Đâu? Dễ gì mà thua. Hay đâu? Dưới đâu đây? Hay quá. Anh đi mình phép chơi đến số 1 ha, đi phép lúc luôn. Ní đi. Bỏ chai xuống luôn hả? Bốn luôn, đừng cả ngay về không chứ. Rồi, ghim. Ê được. Hay quá vô anh. Đẹp. Chú Hải phép đặt là chết với tôi liền. Ừ.
Ủa mà chặt chết thì đi đâu thả bị sự cố nào? Kèm số 1. Đâu ơi, số 1. Nước kèm nó bông một phép. 1, 2, 3. Mà đem em. Từ đúng rồi, hai bịch gì lặp lặp anh hai. Từ từ, anh hai anh no rồi chứ, không dẫn đâu. Trời, trúng cái bịch đe phẻ nữa. Ê, trúng thưởng. Trúng thưởng, đưa anh. Em làm cái gì vô này? Đừng có 5 triệu anh trời. Cái gì đây? Từ nãy tới xưa quá, đưa tôi khui thử cái hiện. Có thử trúng thưởng gì á? Ném số triệu nhớ nói anh em, đừng có lén mình luôn nha. Mày dím nè. Vũ biết nào hay nè, sao Vũ? Gì vậy? Thử thách em phó cách ăn sáng bánh mì, trứng mít lơ cùng Tony Well. Tony Well đây. Đấy, Tony Well đây. Đây quên, chơi quèo quèo. Mà đủ 4 bánh ghép màu xanh lá. Này qua đây không? Mới bao nhiêu vậy? Bản xem xung cực chắc. Wow, anh em ăn hồi nãy giờ mà trúng một cái ha. Gửi về ban tổ chức nhận được cái laptop. Ồ, ghê ghê. Nhưng mà tao 4 miếng này mới được, chứ đây mới 1 miếng thôi. Đây mảnh ghép số 1. 4 mảnh ghép nữa mới được. Anh hai đừng chủ quan nha. Coi chừng cái em Vũ ăn không kịp 4 bịch anh. Ủa, hai không kịp 2 bịch là trạng nó tự tự như vậy đến luôn đấy. Đúng rồi. Chứ mày giỡn đâu. Kịp là Vũ ăn kịp là trạng vẫn có đường chiến thắng đó nha. Trạng vô địch á. Ừ, anh hai không kịp cái vũ, không kịp là tôi thắng rồi. Đúng rồi. Bây giờ hại ra đi. Tôi cứ đi một một, tôi đi tích tấu rồi chứ. Đúng rồi. Chú hại qua mà. Gớm gió. Trễ giờ. Trễ giờ, trễ giờ. Rồi con lấy xe buýt chứ. Rồi cứng lắm. Ăn xì gớm đi. Ăn xì mấy em nhỏ nhìn hờn luôn á mà. Mai mốt khi thèm quá về dành với con ăn luôn anh hai. Ờ, đừng nói nữa. Nói gì? Chứ anh đừng có nói chứ, người ta cứ nói chứ sợ cấm người ta nói trời. Sao khi đang đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Anh no, anh no, anh nuốt hết nào rồi. Dẫn với bên này anh chơi đẹp bữa này, dừng một chai bữa cái này. Đây vậy con. Vô hết mấy bịch rồi, một bịch. Chú cấp á. Chú cấp liền. Vô ba bịch nữa. Vô như đi bốc bịch không có vừa qua đâu. Vũ phép thì vui, phép cũng liệu. Còn mà ai tính trên bàn là mình lụm biết không? Mình tính bàn không chạy vô lấy mấy một bụi rau hút luôn. Ừ, lỡ bây giờ bên hai cái bụng bên ra bụng nghe, anh chạy. Không, ở đây, mày có cung cầu đây luôn rồi. Không, nếu chạy đây bệnh cũng cầm cầm bị vô tới đây. Anh quất luôn. Đâu, hay quá ở đây ơi. Cái này quá. Vậy anh hai thắng liên tục ta. Ừ. Anh đang vào dùng cái chuỗi hát trích rồi. Họ đã cả kịp mà. Hình như tôi thấy là Lukaku bị đạo tiễn kia nó đuổi ra mà sao. Anh chờ biết rồi. Cái nem này là nem của anh hai rồi. Nem con hổ đây. Anh hai con mèo đây mà gặp con hổ là hợp luôn à. Tao xem. Rồi. Bỏ đi với mà. Nhất điểm cuộc đời Lan và Điệp. Anh hai vào bộ đeo bụng nhá. Chém kịp rồi này. Dễ nhanh rồi. Chạy nhanh. Cuối chạy nhanh lắm. Thôi sợ nốt kịp rồi đi. Anh sợ loại rồi, anh hai loại rồi. Có chừng mắc ngàn anh hai. Đứng lên đây này, coi mắc ngàn á. Anh vừa nói anh vừa nhìn giờ mà. Anh kỹ lắm ngàn, mày giỡn đâu, mày dễ thôi. Chia giờ lại. Chia con hồ lại. Bây giờ không đi. Chia giờ lại mà hết giờ là hết giờ mà còn trong miệng là ông đi kiện ra vô tới tỉnh luôn. Lát cho nhanh. Đúng đúng đúng. Lát nhanh xuống. Hết. Anh là hết. Quá thành công nha bạn. Anh hãy quá tài. Em phải gọi là có no không? Anh có no không? Món này có no không? Nên mừng đêm rồi. Mà cái lạ lạ á. Lạ hết. Thì do anh ăn nhanh quá. Đừng ăn nhanh. Anh chậm thôi. Anh chậm làm sao lấy tiền được. Cái gì cũng muốn à? Thôi vậy thôi. Chào anh em. Vậy mà. Ôi, anh em ơi, hôm nay anh Hải tiếp tục trong cái chuỗi bác bại. Chưa có ai có thể mà cản cái con đường thăng quan tiến chức của anh Hải nha các bạn ơi. Chắc em nghĩ là anh Hải đang trong một cái giai đoạn rất thịnh vượng. Bây giờ anh làm gì được nấy. Muốn chơi thì chơi, không bao giờ thua đâu. Không được đâu. Anh dòm xe vậy? Anh em anh dòm gì vậy? Anh thấy xe anh dòm gì? Anh dòm tay không có. Anh dòm tay. Tìm đi. Tìm đi. Đâu? Lập đây. Thôi giờ bà anh em ăn mình thò tay vô nước. Cảm ơn. Trời ơi. Cảm ơn em ăn. Trời phi tất đây. Anh em xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn em rất nhiều đã quý ủng hộ. Anh em xem nhiều vlog. Chào anh em.